Đại gia Thiền Soi sống trong căn biệt thự giá vàng ở Bà Rịa Vũng Tàu là ai? 20 giờ ngày 1 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Phú Mỹ thi hành lệnh khám xét nhà và bắt tạm giam đối với ông Lê Thái Thiện, biệt danh là Thiện Soi, sinh năm 1965 vì hành vi cho vay nặng lãi và rửa tiền. Ông Lê Thái Thiện bị tạm giam 2 tháng và khám xét nơi ở vì hành vi cho vay nặng lãi và rửa tiền. Việc khám xét căn biệt thự của ông Thiện đã thu hút rất đông người dân theo dõi. Trước đó, Công an thị xã Phú Mỹ thụ lý đơn của ông LNT, nguyên Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ huyện Tân Thành, nay là thị xã Phú Mỹ, tố cáo ông Lê Thái Thiện cho vay nặng lãi và chiếm đoạt tài sản. Theo ông T, cuối năm 2017, do ông mở rộng kinh doanh và xây văn phòng công ty nên bị hao hụt nguồn vốn, vợ chồng ông tìm đến ông Thiện để vay 8 tỷ đồng. Họ được lấy tiền nhiều lần với lãi suất 3,5% trên ngày, tương đương là 105% một tháng. Đến tháng 9 năm 2018, mặc dù đã trả rất nhiều lần tiền lãi, nhưng vợ chồng ông T vẫn còn nợ 20 tỷ đồng. Những người vay tiền của ông Thiện cũng tố cáo ông này dọa dẫm, ép buộc họ phải trả lãi vừa phải trả bằng chủ quyền đất. Từ đơn trình báo và sau quá trình điều tra, cơ quan công an đã tạm giữ ông Thiện để tiếp tục điều tra làm rõ. Ông Lê Thái Thiện được nhiều người biết đến với việc xây dựng căn biệt thự giác vàng nằm ngay trên mặt tiền quốc lộ 51. Ông Thiện nổi tiếng là dân chơi, chuyên sưu tầm nhiều đồ cổ, hàng độc có giá trị. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.